Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam cựu chủ tịch công ty Asanjo. Sau khi khởi tố, cựu lãnh đạo của công ty cổ phần tập đoàn Asanjo đã bị tạm giam để điều tra tội trốn thuế. Ngày 24 tháng 6, một nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn lệnh bắt để tạm giam ông Phạm Văn Tam, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Asanjo, và ông Phạm Xuân Tình, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Asanjo, về tội trốn thuế. Ông Phạm Xuân Tình là người đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty Asanjo và đã ký nhiều hợp đồng nguyên tắc với một số công ty để mua in kiện, phụ kiện máy điều hòa nhiệt độ theo sự chỉ đạo của ông Tam. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Asanjo đã mang linh kiện về lắp ráp thành phẩm máy điều hòa nhiệt độ rồi đem bán mặt hàng này nhưng không kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ năm 2017 đến quý 2, 2019, công ty Asanjo có hành vi trốn thuế đối với thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt với tổng số tiền 15,7 tỷ đồng.